Thưa quý vị, vào sáng nay, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lật xe khách trên đường Hồ Chí Minh đã khiến cho 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, xe khách chở hàng chục hành khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi di chuyển đến địa phận xã Ea Hleu, huyện Ea Hleu, tỉnh Đắk Lắk, thì chiếc xe này đã bị lật sang ven đường. Vụ tai nạn đã khiến cho 4 người tử vong và rất nhiều người bị thương. Hiện những người bị thương đang được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.